Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, ở trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những người tuổi Mùi thì nên lấy tuổi nào kết hợp làm ăn kinh doanh và đẻ con tuổi nào thì sẽ được giàu sang phú quý, được cuộc sống hôn nhân viên mãn, bình an và may mắn trong suốt cuộc đời. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, từ xưa đến nay trong cái việc kinh doanh, buôn bán hay là trong chuyện tình yêu hôn nhân, kết duyên vợ chồng cũng như là việc sinh con đẻ cái thì cái việc xem tuổi hợp xung là cái điều vô cùng quan trọng. Cái việc xem tuổi hợp để làm ăn kinh doanh sẽ giúp cho các bạn chọn được những đối tác, những người hùn hạp vốn hợp với mình. Khi mà các bạn lựa chọn được những cái người có tuổi hợp làm ăn với mình thì sẽ giúp cho công việc làm ăn kinh doanh nó được hanh thông, được suôn sẻ và vượt qua được mọi cái khó khăn, cái trắc trở. Ngược lại, nếu mà kết hợp với những cái người mà không hợp tuổi làm ăn kinh doanh hoặc những cái tuổi nó bị xung, bị khắc, bị phá, bị hại thì rất dễ gặp cái khó khăn trong cái chuyện làm ăn, cũng như là gì, không thu được những cái kết quả ưng ý. Bên cạnh đó, nó sẽ còn gây hại cho gia chủ, dẫn đến cái chuyện là tán gia bại sản, vỡ nợ, trắng tay. Thậm chí một số cặp vợ chồng còn khi mà kết hợp với nhau mà không hợp tuổi thì rất dễ xảy ra đến cái chuyện là nguy hiểm đến tính mạng của nhau đó. Vậy thì cái việc chọn tuổi hợp xung nó quan trọng như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, như quý vị đã biết ý, những người tuổi Mùi sẽ bao gồm có 5 tuổi đúng không ạ? Ất Mùi bao gồm những người sinh năm 1955, Đinh Mùi sinh năm 1967, Kỷ Mùi sinh năm 1979, Tân Mùi sinh năm 1991 và Quý Mùi bao gồm những người sinh 2023 hoặc là những người sinh năm 1943. Thì với những người tuổi Mùi ý, thì hầu hết họ đều là những cái người mà gì chăm nom chu đáo, có chí khí mãnh liệt trong cái chuyện là điều tra hoặc là nghiên cứu cũng như là tìm hiểu một cái lĩnh vực nào đó, và họ cũng sẽ có những ý tưởng sáng tạo. Tuy nhiên thì những người tuổi Mùi này, một số người cũng có dã tâm rất là lớn. Những người tuổi Mùi thì thích sống lương thiện, thành thực, có nghĩa là cái họ có cái lòng chính nghĩa và có cái sự đồng cảm. Và bên cạnh đó thì một số người lại thích đi đó đây, thích đi, nói chung là không thích ngồi ở nhà, thích đi du lịch đó đây. Người tuổi Mùi phần lớn thì đều có cái phong thái nho nhã, họ thích hòa nhã, hòa giải với mọi tình hình, có cái lòng khao khát gia nhập vào những cái tập thể, những đoàn thể lớn. Số đông những người tuổi Mùi thì có nội tâm khá kiên trì, khẳng khái và tràn ngập cái tình yêu thương thâm túy so với những gì mà bản thân hứng thú đó. Vậy nên là gì, những người tuổi Mùi này với tính cách của họ như vậy thì họ sẽ hợp với tuổi nào? Và trong 12 con giáp thì tuổi nào sẽ là tuổi làm ăn, kinh doanh, kết đôi hoặc là sinh con đẻ cái tốt nhất với những người tuổi Mùi? Những tuổi nào thì quý vị phải nên tránh, không nên kết hợp với những người tuổi Mùi? Thì trong video ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết được những người tuổi Mùi sẽ hợp với tuổi nào. Và nếu như các bạn là người tuổi Mùi thì các bạn cũng sẽ biết cách chọn ra được những cái đối tượng ưng ý kết hợp làm ăn kinh doanh, cũng như là gì kết hôn, chọn vợ, chọn chồng và chọn tuổi sinh con. Chọn sinh con tuổi nào để được gì? Được may mắn và phù hợp với lại cha mẹ, bổ trợ cho cái vận trình của cha mẹ được tốt lên. Cũng như là trong công chuyện làm ăn kinh doanh thì làm thế nào để bổ trợ được cái công việc được tốt lên và không gây ra những xích mích trong công việc cũng như là xích mích trong các quyền lợi của nhau đó. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét là quan hệ giữa người tuổi Mùi và những người tuổi Tý. Chúng ta sẽ xét lần lượt 12 con giáp nhé, từ tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, xem tuổi nào là hợp nhất với tuổi Mùi, tuổi nào xung khắc với tuổi Mùi để chúng ta biết mà chúng ta tránh. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét những người tuổi Tý và những người tuổi Mùi. Thì Tý và Mùi thì gặp quan hệ là gì? Là lục hại, quan hệ lục hại. Thì người xưa quan niệm rằng những cái cuộc hôn nhân hay là khi mà kết hợp làm ăn kinh doanh hay là đẻ con trong cái năm mà bị lục hại đó, hoặc là chọn những cái tuổi mà bị lục hại với mình ấy, thì cái chuyện mọi chuyện nó khó được bền vững. Vợ chồng thì thường xuyên xảy ra cãi cọ, gia đình thì lục đục. Bên cạnh đó, nếu mà làm ăn kinh doanh ấy, thì cái công việc hợp tác nó cũng bị chững lại, bị ganh đua về cái chức vụ, về cái công lao, cũng như là về gây ra những cái khó khăn trong việc hợp tác hay cái chuyện xích khẩu thị phi đấy. Còn nếu mà là chuyện đẻ con thì nó hay xảy ra chuyện con cái hư hỏng, thậm chí có những cái trường hợp nặng ấy, thì làm ăn thì thất bát, thua lỗ đấy. Một số người còn bị tán gia bại sản và dẫn đến chuyện là sát hại lẫn nhau
đó là những người tuổi Mùi lấy những người tuổi Tý. Vậy nên những người tuổi Mùi với lấy những người tuổi Tý hoặc là kết hợp làm ăn kinh doanh hoặc để qua sinh âm Tý thì là được khuyên là không nên. Và trong video ngày hôm nay tôi cũng chỉ xếp vào cái địa chi Mùi nhá, địa chi Mùi này đó, địa chi Mùi nhá. Còn cái thiên can Ất Đinh Kỷ Tân Quý là không xét. Chúng ta sẽ xét cái thiên can Ất Đinh Kỷ Tân Quý ở một vài cái video khác. Đấy thì tại sao có một số người hỏi tôi là tại sao là có những người tuổi Mùi đẻ con tuổi Tý kết hợp làm với những người tuổi Tý hoặc là gì lấy vợ tuổi Tý thì lại rất giàu, rất giàu có và rất hạnh phúc, thì cái đó tôi sẽ chia sẻ một video sau nhé, tại nó không liên quan nhiều đến cái bài hôm nay. Đó là tuổi Tý, tuổi đầu tiên. Tiếp theo tuổi thứ hai chúng ta xét đó là những người tuổi Sửu đó. Ai cũng biết là gì, là cái tuổi là Thìn Tuất Sửu Mùi là tứ hành xung. Vậy nên là tuổi Sửu và tuổi Mùi là gặp cục diện là trực xung. Đấy, cái tứ hành xung chính là bốn con giáp nó có cái tính cách trái ngược nhau hoàn toàn, quan điểm sống và phong cách sống cũng trái ngược nhau hoàn toàn. Cái điều này thể hiện qua những cái lần cãi vã trong những cuộc tranh luận đấy, trong những cái chuyện khắc khẩu hoặc là trong những cái bất đồng quan điểm từ cái gì cuộc sống đến cái công việc trong xã hội đó. Vậy nên khi mà tuổi Sửu và tuổi Mùi kết hợp với nhau ấy, thì nó thực sự là không tốt và nó gây ra nhiều cái chuyện xích mích cãi vã, cũng như là khi kết hợp hai tuổi này với nhau ấy, thì rất khó có thể là bảo toàn được cái công việc cũng như là gì bảo toàn được cái hạnh phúc gia đình. Ví dụ như những người tuổi Ất Sửu 1985 mà lấy những người tuổi Tân Mùi 1991 chẳng hạn thì lại gặp một cục diện là gì thiên khắc địa xung, thì cái trường hợp đó đến với nhau được cũng sẽ rất là khó đó. Vậy nên là gì, đến với nhau làm ăn với nhau kinh doanh với nhau thì cũng sẽ gặp những cái trắc trở. Vậy nên là những người tuổi Sửu lại cái tuổi gần như là xấu nhất mà không nên kết hợp làm ăn với những người tuổi Mùi đó. Tiếp theo tuổi thứ ba chúng ta xét đó là những người tuổi Dần. Người tuổi Dần kết hợp với tuổi Mùi thì sao, đúng không ạ quý vị thân mến? Khi một tuổi Dần kết hợp với những người tuổi Mùi thì những người tuổi Dần và những người tuổi Mùi cần phải cố gắng thật nhiều để làm hài lòng nhau. Những người tuổi Dần bản chất là dũng cảm, can đảm và có sức thu hút rất lớn, có thể lấn át tuổi Mùi. Sớm hay muộn thì tuổi Mùi cũng phải đòi hỏi và yêu cầu những người tuổi Dần phải làm theo cái ý kiến của mình. Đấy, tuổi Dần vốn thích cái sự tự do, vậy nên là sẽ không dễ dàng bị trói buộc bởi những cái khuôn phép mà những người tuổi Mùi đặt ra. Bên cạnh đó thì những người tuổi Mùi lại là những người nhạy cảm, sáng tạo và đặc biệt mong muốn được an toàn trong cái tình yêu, trong cái hôn nhân cũng như là trong cái công chuyện hợp tác làm ăn, sinh con đẻ cái. Lúc đầu thì những người tuổi Dần có thể chiều chuộng, nhưng với cái bản tính của những người tuổi Dần ấy, là gì? Là đặc quyền độc lập. Đấy. Vậy nên là họ luôn yêu thích độc lập tự do là trên hết. Vậy nên nếu mà những người tuổi Mùi ấy, càng đòi hỏi, càng yêu cầu nhiều thì những người tuổi Dần lại càng muốn tách khỏi cái quan hệ này và có thể là gì? Chẳng bao giờ trở lại nữa. Vậy nên khi hợp tác với những người tuổi Dần ấy, thì những người tuổi Mùi cũng phải hết sức lưu ý chọn được đúng đối tác và cũng phải cân đo đong đếm giữa hai người làm sao để cho mọi chuyện được hanh thông thuận lợi nhất. Đấy. Vậy nên trong trường hợp những người tuổi Dần kết hợp với những người tuổi Mùi thì những người tuổi Dần hãy luôn sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất, còn những người tuổi Mùi ấy, sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi nhá, để hóa giải. Cái vòng tam hợp quý nhân nó là một cái pháp bảo phong thủy, là một cái pháp khí phong thủy, nó chuyên để hóa giải những cái vận hạn, những cái xung sát của năm, giúp cho mang lại cái vận trình may mắn cũng như là gì, giúp chiêu mời quý nhân tam hợp. Khi mà được quý nhân tam hợp giúp đỡ thì mọi việc sẽ được hanh thông thuận lợi. Các bạn mà có gặp khó khăn, gặp những bế tắc gì trong công việc ấy, mà mang theo bên mình được quý nhân ấy, thì quý nhân sẽ tương trợ giúp đỡ kịp thời. Cũng như là cái vòng tam hợp quý nhân được sử dụng cái linh khí của thiên địa nhân tam hợp. Đấy, được sử dụng cái tam hợp địa chi này sẽ giúp cho quý vị và các bạn hòa hợp được các mối quan hệ trong chuyện làm ăn kinh doanh, trong chuyện buôn bán cũng như là gì trong cái hạnh phúc gia đình của mình. Vậy nên các bạn hãy luôn với những người tuổi Dần ấy, thì sẽ luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất. Còn với những người tuổi Mùi ấy, thì hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi nhé. Tiếp theo chúng ta xét những người tuổi Mùi và những người tuổi Mão. Những người tuổi Mùi mà kết hợp với những người tuổi Mão thì được cục diện là tam hợp. Tam hợp. Đấy, trong 12 con giáp thì cứ khoảng cách 3 năm đúng không ạ? Tuổi Mão này, Thìn, Tỵ, Ngọ độ cách 3 năm thì đến tuổi Mùi. Đấy, khoảng cách 3 năm như vậy. Vậy nên là gì? Nó sẽ thuộc cái bộ tam hợp. Những người mà nằm trong cái bộ tam hợp này thì cái quan hệ vợ chồng làm ăn buôn bán, kinh doanh hay là sinh con thì thường được suôn sẻ, hanh thông. Họ là những người có cùng mục tiêu, cùng lý tưởng và sẽ giúp đỡ lẫn nhau để dễ dàng tiến tới cái thành công cao hơn nữa. Vậy nên những người tuổi Mão và những người tuổi Mùi là hai con giáp mà khi
khi mà kết hợp với nhau thì sẽ cực kỳ là có lợi đó. Vì thế cho nên những người tuổi Mùi mà muốn lựa chọn cho mình những cái tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh tốt thì cái lựa chọn những người tuổi Mão có lẽ là cái lựa chọn tốt hàng đầu đó. Nhưng mà với người tuổi Mão và những người tuổi Mùi cũng chỉ là cục diện là bán tam hợp, Mão và Mùi nó còn thiếu ông Hợi nữa. Vậy nên những người tuổi Mão và tuổi Mùi khi kết hợp với nhau ấy, thì những người tuổi Mão cũng phải sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi để chiêu cái quý nhân tam hợp đủ bộ, giúp cho cái vận trình của những người tuổi Mão tuổi Mùi kết hợp với nhau làm ăn thì nó sẽ được thuận lợi và may mắn hơn đó. Đó là con giáp thứ tư đúng không? Tiếp theo chúng ta cùng xét những người tuổi Thìn kết hợp với những người tuổi Mùi. Thìn và Mùi đấy. Quý vị thân mến, những người tuổi Mùi thì sống khá độc lập và không thích nghe lệnh của người khác. Trong khi đó, những người tuổi Thìn thì lại có tính cách mạnh mẽ, thích ra lệnh và thích chỉ huy người khác. Bởi vậy nên là khi người tuổi Mùi không thể chịu đựng được thì cái mâu thuẫn giữa hai người nó sẽ có thể xảy ra. Nếu tuổi Thìn và tuổi Mùi mà yêu nhau ấy, mà lấy nhau ấy, đặc biệt là khi sống chung một mái nhà thì họ có thể dễ hài hòa hơn. Những người tuổi Mùi thì nhạy cảm, lại có tâm hồn nghệ sĩ nên là rất hay lo lắng cho cái cuộc sống và cảm thấy là an tâm hơn khi mà được dựa dẫm vào những người tuổi Thìn, bởi vì họ luôn mạnh mẽ. Bên cạnh đó, với người tuổi Thìn thì tuổi Mùi thật tuyệt vời trong cái công việc nhà cửa, bởi tuổi Mùi biết cách giữ cho cái ngôi nhà chung của họ luôn được thoải mái và gọn gàng. Những người tuổi Mùi thì thích cái vai trò quan trọng trong mắt của người yêu mình. Điều này thì những người tuổi Thìn có thể làm được và những người tuổi Mùi không bao giờ phải lo lắng đến cái vị trí của mình trong tim những người tuổi Thìn, bởi những người tuổi Thìn đã đặt cho những người tuổi Mùi cái vị trí xứng đáng. Đấy. Nếu hai người mà tuổi Thìn và tuổi Mùi mà kết hợp với nhau trong chuyện làm ăn kinh doanh ấy, thì họ có thể tạo thành một cái tập thể liên tục đi lên, bởi họ có những cái tính cách bổ sung cho nhau và hỗ trợ cho nhau rất tốt. Những người tuổi Thìn thì thông minh và cái năng lượng của họ là dồi dào, sẽ đóng cái vai trò là ở tiền tuyến. Còn những người tuổi Mùi thì thích chỉ huy nhưng mà là những việc ở cái hậu phương. Vì vậy giữa hai con giáp này thì không có chuyện là tranh giành về quyền lực khi mà thì kết hợp làm ăn kinh doanh với nhau. Vì vậy là tuổi Thìn và tuổi Mùi khi kết hợp làm ăn kinh doanh hay là kết hợp là vợ chồng thì cũng rất là tốt nhé. Tốt đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét tuổi Tỵ và tuổi Mùi đúng không ạ? Quý vị thân mến, cả hai con giáp này thì đều cần tiếp xúc với những người năng động hơn để cái cuộc sống nó có thêm phần sôi động và có cái ý nghĩa. Những người tuổi Tỵ có vẻ như năng động hơn tuổi Mùi, có sức hút hơn và được nhiều người biết đến hơn những người tuổi Mùi. Tuy nhiên về cơ bản ấy, thì tuổi Tỵ sống khá khép mình và cũng thích nghỉ ngơi. Trong tâm ý thì những người tuổi Mùi là những người năng động và có tâm ý cầu tiến, tân tiến và có những ý tưởng sáng tạo, có những ý tưởng phát minh độc đáo. Nhưng những người tuổi Mùi lại thi thoảng thì lại cần cái khoảng bình yên để giữ cái cân đối về mặt tình cảm trong đời sống thường ngày. Đấy. Có thể nói trong hàng loạt những cái mối quan hệ giữa hai người tuổi Tỵ và tuổi Mùi ấy, thì họ phối hợp hợp tác làm ăn kinh doanh với nhau ấy, thì ăn ý nhất là trong chuyện tình yêu. Cái tâm hồn của họ gặp nhau ở cái chỗ họ cùng là những người mà rất nhạy cảm. Những người tuổi Tỵ là những người rất duyên dáng, điệu đà và mê hoặc. Con giáp này có thể hoàn toàn trọn vẹn và có thể tạo ra cái sức hút rất lớn với cái đối tượng khác giới đó. Vậy nên là gì, khi yêu ấy, thì những người tuổi Tỵ thường chiếm hữu vì là nhiều lúc họ cảm thấy là không được yên tâm. Những người tuổi Mùi lại ngại những cái cuộc khẩu chiến nên là thường chiều những người tuổi Tỵ. Thì nhìn chung những người tuổi Tỵ mà kết hợp với những người tuổi Mùi là cuộc kết hợp khá là trọn vẹn, khá là ăn ý nhau, khá là hợp ý nhau. Hơn nữa Tỵ ngọ Mùi lại là tác hội cục, vậy nên là gì, Tỵ và Mùi khi mà kết hợp làm ăn kinh doanh với nhau, kết hợp là đối tác chiến lược của nhau ấy, thì sẽ tạo thành một cái đế chế vững mạnh và có nhiều cái ý tưởng sáng tạo, tạo nên những cái phát minh độc đáo. Với cái điều kiện kèm theo là gì, khi họ có chung cái tiềm năng ấy, tuổi Tỵ thì rất nhiệt tình trong cái việc làm mà gì, mình tin cậy, và những người tuổi Mùi thì rất tuyệt vời trong cái việc khiến cho gì, xây dựng những cái sáng tạo độc đáo. Những người tuổi Tỵ sẽ ở bên ngoài chiến tuyến để lan tỏa ra những người, ra đối tượng khách hàng của mình. Còn những người tuổi Mùi ấy, thì lại góp phần ở hậu phương vững chắc. Đó. Vậy nên tuổi Tỵ và tuổi Mùi kết hợp với nhau cũng rất là tốt nhé. Tốt đúng không ạ? Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét tuổi Ngọ. Ngọ và Mùi là lục hợp. Vậy nên những người tuổi Ngọ kết hợp với những người tuổi Mùi
thì cũng là một trong những ý tưởng cực kỳ là hay. Ngọ và mùi lục hợp thì cái cục diện lục hợp nó nói lên rằng gì, các cặp đôi thuộc cái cục diện lục hợp này thì thường là gì, là những con giáp được coi là có mối quan hệ tốt đẹp. Các cặp thuộc lục hợp nếu mà kết hợp thành một đôi sẽ tạo nên sự may mắn hạnh phúc cho nhau, đúng không ạ? Vậy nên là gì, Ngọ mùi là nhị hợp thì tuổi Ngọ khi mà kết hợp với tuổi Mùi sẽ là một cái lựa chọn rất là tốt. Thứ hai lại được cục diện là tị Ngọ mùi là tam hội, vậy nên là nó vừa được nhị hợp lại vừa được tam hội, vậy nên là nó cũng sẽ gì, khi mà kết hợp với nhau ấy, thì tuổi Ngọ và tuổi Mùi sẽ tạo nên một cái mối quan hệ khăng khít, đúng không ạ? Tuổi Mùi thì có thể là ở hậu phương, còn tuổi Ngọ thì là những người xông pha tiền tuyến. Với cái sự năng động, sự mạnh mẽ của những người tuổi Ngọ thì họ không chấp nhận ngồi một chỗ mà họ thích đi ra tiền tuyến, thích đi chiến đấu hơn đó. Bên cạnh đó thì những người tuổi Ngọ ấy, những người tuổi Ngọ và những người tuổi Mùi thì thường là khi kết hợp với nhau thì sẽ tạo nên những cái mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp. Vậy nên là quý vị thấy đấy, những người tuổi Ngọ mà lấy tuổi Mùi thì khi làm ăn kinh doanh, hoặc là kết hợp vợ chồng, hoặc là kết hợp sinh con đẻ cái thì cũng đều rất là tốt đó. Tiếp theo chúng ta xét về những người tuổi Mùi đó. Thưa quý vị, những người tuổi Mùi lấy những người tuổi Mùi hoặc những người tuổi Mùi kết hợp làm ăn với những người tuổi Mùi thì sao? Các cụ ngày xưa có câu là gì, cùng tuổi nằm rưỡi mà ăn, đúng không ạ? Vậy nên là gì, khi lấy được vợ được chồng cùng tuổi hoặc là kết hợp làm ăn với những người cùng tuổi thì có nhiều chuyện nó đến cũng sẽ khá chẳng hạn. Còn tuy nhiên thì với những người tuổi Mùi lấy nhau ấy, thì ví dụ như là có một cái quan niệm là khi mà vị nam tuổi Mùi là 1991 lấy nữ tuổi Mùi 1991 đấy, thì nam tuổi 1991 thuộc cung Ly và nữ tuổi 1991 thuộc cung Càn, Càn Ly thì sinh ra tuyệt mệnh. Vậy nên là một số thầy vẫn khuyên là gì, khi cặp đôi này lấy nhau thì rất dễ nguy hiểm đến tính mạng của nhau, vì vậy mà khuyên họ không nên lấy nhau. Thì tùy theo cặp nhé, cũng có những cái cặp nó tốt, vậy nên là quý vị có thể lựa chọn hợp tác kinh doanh làm ăn với những cái cặp nào mà nó được tốt cho mình thì quý vị cứ chọn đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét tuổi Mùi với tuổi Thân. Mùi thổ sinh có thân kim, đúng không ạ? Vậy nên là gì, những người tuổi Mùi mà kết hợp với những người tuổi Thân cũng là một cái sự kết hợp tuyệt vời. Khi mà chúng ta chọn ra những đôi làm đối tác làm ăn kinh doanh, hay là chọn vợ chọn chồng, chọn con cái vân vân, thì chúng ta cũng thể chọn tuổi Thân. Tiếp theo, những người tuổi Mùi với những người tuổi Dậu thì cũng tương tự có thể chọn được nhé. Tại vì sao, Mùi thổ sinh cho Dậu kim đấy, thổ kim là tương sinh. Vậy nên là nếu mà trong chuyện quan hệ làm ăn thì những người tuổi Mùi ấy, nếu mà người tuổi Mùi mà chọn sếp là những người tuổi Dậu hoặc chọn giám đốc mình ở thế yếu hơn ấy, thì cũng sẽ gì, sẽ sinh ra nhiều cái sức bật đấy. Còn trong khi đó những người tuổi Mùi, những người tuổi Dậu mà là những người cầm quyền ấy, thì lại gì, thì lại khiến cho những người tuổi Mùi cảm thấy là gì, được an tâm hơn đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét những người tuổi Mùi với những người tuổi Tuất. Thì ông Mùi và ông Tuất kết hợp với nhau ấy, thì nó rơi vào hai cục diện đấy. Nó vừa bị là hình lại vừa bị là gì, bị phá đấy. Khi mà kết hợp những người tuổi Mùi với những người tuổi Tuất thì nó sẽ sinh ra nhiều cái mâu thuẫn, nhiều cái tranh cãi, nhiều cái khắc chế trắc trở giữa hai người này đó. Vậy nên là gì, những người tuổi Tuất và những người tuổi Mùi khi kết hợp làm ăn kinh doanh với nhau ấy, thì các bạn cũng phải hết sức lưu ý. Thì nhìn chung khi mà kết hợp làm ăn kinh doanh vô tình mà phạm vào cái điều là hình nhau như thế này thì dẫn đến là hai người sẽ thiếu tự chủ, thiếu tự quyết và không thể độc lập giải quyết những cái vấn đề của bản thân. Tính tình thì thường hay là hấp tấp vội vàng và bên cạnh đó lại kèm theo cái sự cố chấp, nên là khó có thể kiềm chế mình trước mọi cái tình huống. Chính vì cái lý do trên mà những người tuổi này thường là khó kết hợp, khi mà kết hợp làm ăn với nhau ấy cũng gặp nhiều khó khăn, khi mà kết hợp thành vợ thành chồng cũng gặp nhiều cái cản trở. Vậy nên là nó là cái khó nhất. Cái thứ hai lại rơi vào cục diện tương phá. Thì khi mà lâm vào cục diện tương phá giữa Mùi và Tuất mà kết hợp với nhau thì mỗi tuổi lại mang một cái biểu tượng khác nhau. Thì và gì, khi mà đụng đến cái cục diện tương phá này thì nó cũng không tốt. Những tuổi mà kết hợp với nhau thuộc cái nhóm tương phá nó sẽ không tốt và cũng không được bền lâu, rất mau tan rã, tại vì chủ của nó là chống phá lẫn nhau. Chính vì vậy nếu muốn kết hôn hoặc là tìm người làm ăn kinh doanh hoặc là đẻ con thì các bạn cũng tuyệt đối tránh cái tuổi này ra đó. Đó là tuổi Tuất, thì tuổi Tuất chúng ta cũng không nên. Tiếp theo tuổi Mùi kết hợp với tuổi Hợi, đúng không ạ, là tuổi thứ 12, tuổi cuối cùng. Vậy Mùi kết hợp với Hợi thì có hợp không? Thì Mùi kết hợp với Hợi được cục diện là tam hợp Hợi Mão Mùi, đúng không ạ, Hợi Mão Mùi.
Vậy nên là ba con giáp này nếu thuộc cặp tam hợp thì rất là tốt. Khi kết hợp làm ăn kinh doanh với nhau ấy, thì cũng sẽ được hỗ trợ rất nhiều. Những con giáp thuộc cặp tam hợp khi nằm trong một mối quan hệ làm ăn kinh doanh là vợ chồng, là con cái thì thường sẽ được suôn sẻ, hanh thông và cũng sẽ là những người cùng mục tiêu, cùng lý tưởng và sẽ giúp nhau dễ dàng để đạt đến cái thành công hơn. Đó. Và những người tuổi Hợi và những người tuổi Mùi ấy, thì khi kết hợp với nhau cũng là đúng bài. Đấy. Vậy nên là khi mà quý vị chọn tuổi kết hôn với mình ấy, hoặc là những tuổi làm ăn kinh doanh thì những người tuổi Hợi, đó, những người tuổi Hợi sẽ là một cái lựa chọn chính xác. Nhưng mà gì, Hợi và Mùi cũng chỉ là cục diện bán tam hợp. Vậy nên để được bộ tam hợp đầy đủ Hợi, Mão, Mùi thì quý vị nên sử dụng thêm một cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi, Mão, Mùi để giúp cho cái vận thế nó tăng lên, giúp cho nó hoàn thiện được hơn cái bộ tam hợp và từ đó sẽ mang lại cái may mắn, mang lại cái hạnh phúc và mang lại cái thành công với mình, đúng không? Như vậy tổng kết lại thì những người tuổi Mùi sẽ kết hợp tốt với những người tuổi sau. Đầu tiên là những người tuổi Mão, ưu tiên số 1, đúng không? Thứ hai là những người tuổi Ngọ là ưu tiên số 2 và những người tuổi Hợi là ưu tiên số 3. Đó. Thì ngoài ra thì cũng có thể kết hợp được với những người tuổi Thìn là 4, đúng không? Tỵ là 5 và tuổi Thân là tuổi Mùi là 6, tuổi Thân là 7 và tuổi Dậu là tuổi thứ 8. Đấy. Có 8 tuổi có thể kết hợp làm ăn kinh doanh và sinh con đẻ cái được cho những người tuổi Dần nữa là 9 tuổi nhé. Đó, 9 tuổi. Đấy, ngoài ra thì có 3 cái tuổi là cực kỳ xấu mà quý vị không nên chọn. Đó là những người tuổi Sửu là hung số 1. Hung số 1 là chúng ta không nên chọn vì vướng cục diện là tương xung. Thứ hai là những người tuổi Tuất, đúng không ạ? Nó rơi vào cùng cục diện hình và phá. Và thứ ba là những người tuổi Tý. Đó. Đây là 3 tuổi mà những người tuổi Mùi không nên chọn làm tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh. Không nên chọn làm cái tuổi mà sinh con đẻ cái, cũng không nên chọn lấy làm vợ làm chồng. Đó. Trong trường hợp mà lấy phải những cái tuổi này hoặc là kết hợp làm ăn những tuổi này, ví dụ như tuổi Mùi và tuổi Tý mà kết hợp làm ăn kinh doanh thì sẽ vướng vào cục diện là lục hại. Vậy nên là cũng sẽ không tốt cho cái mối quan hệ đó. Vì thế mà trong trường hợp mà những người tuổi Mùi mà kết hợp với những người tuổi Tý thì quý vị hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân. Những người tuổi Tý thì sẽ sử dụng vòng tam hợp quý nhân là Thân, Tý, Thìn. Còn những người tuổi Mùi sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi, Mão, Mùi nhé. Tương tự những người tuổi Sửu ấy, nếu mà tuổi Mùi lấy tuổi Sửu thì những người tuổi Sửu sẽ sử dụng thêm cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ, Dậu, Sửu. Đó. Đó. Và những người tuổi Tuất cũng vậy, thì những người tuổi Tuất mà lấy những người tuổi Mùi thì những người tuổi Tuất cũng sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Dần, Ngọ, Tuất. Còn những người tuổi Mùi thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi, Mão, Mùi. À, vì sao như vậy, đúng không ạ? Ví dụ như là những người tuổi Tuất chẳng hạn thì chúng ta sử dụng Dần, Ngọ, Tuất tam hợp thì cục diện ngũ hành là tham hợp quên xung, tham sinh tỵ khắc. Dần, Ngọ, Tuất tam hợp thì Dần, Ngọ, Tuất và Ngọ nó hợp, nó sẽ không xung với Mùi nữa. Và Ngọ, Mùi hợp thì sẽ không hình phá Tuất nữa. Đó, tương tự như vậy thì những người tuổi Sửu ấy, những người tuổi Sửu mà khi được Tỵ, Dậu, Sửu tam hợp thì nó có tam hội là Tỵ, Ngọ, Mùi thì nó sẽ không xung với Sửu nữa. Hoặc là gì, những người tuổi Sửu ấy, những người tuổi Mùi mà được Hợi, Mão, Mùi ấy, thì tam hợp nó cũng sẽ gì không xung với Sửu nữa, vì được cái khi đó được cục diện là gì, Hợi Tý Sửu là tam hội, tức là nó hỗ trợ lẫn nhau, nó giúp đỡ nhau để đi lên trong cuộc sống. Đó là như vậy. À, thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái tuổi mà hợp với những người tuổi Mùi và những người tuổi Mùi thì nên chọn tuổi nào, kết hợp làm ăn với tuổi nào, kinh doanh tuổi nào để được may mắn và hành thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.